Khi nhận ra được, hiểu ra được, liễu được cái chân lý thì mình thiết pháp độ sanh, gọi là pháp độ. Mà cái pháp độ đó thì ở chỗ này muốn nói là cái chỗ tu hành, cái nơi mà đào luyện ra cái đạo đức và trí tuệ và phát huy được cái lòng từ bi để đạt tới mục đích là cứu khổ ban vui thì gọi là pháp độ. Mọi người chúng ta hãy tự xét lại coi bây giờ mình, ngày nay mình cũng nói pháp rằng rằng à, ngày nay nhất là cái hạt cư sĩ ngày nay đó, họ học giỏi, họ đủ cái bản lĩnh, họ nói pháp thao thao bất tuyệt, có khi còn hay hơn với thầy. Mấy thầy vậy chứ ngày nay coi như nhiều khi không học cao bằng với cư sĩ. Rồi mấy thầy mình đã đạt đổ, nói rằng với cư sĩ là có vợ, có con, có tóc, có tai mà đi thuyết pháp. Nhưng mà rồi khi mình không xét lại, mình có khi mình quên xét lại coi, không có làm gì cạch cạch hoài vậy. Để đâu có gấp gáp gì đâu. Mình xét lại mình. Cho nên nhiều khi mình đừng có bất mãn, mình tu hành. Nhớ cái con nhồng, con sâu, nó muốn thành con bướm á, thì buộc lòng nó phải cong mình lại, nó phải gồng mình lại để nó lột xác nó thành bướm. Không có sâu nào mà không lột xác mà thành bướm bao giờ. Tất cả vấn đề chúng ta tu hành cũng vậy, từ cái con người thường, con người trần tục, con người phàm phu, con người bạc địa, con người đầy dẫy tội lỗi, mà mình tu hành có nghĩa là mình cố gắng mình lột xác. Còn nếu mình không cố gắng mình lột xác ra mà mình cống cao, mình ngã mạn, mình tự tôn, mình tự ti, mình tự đắc, mình tự thị, thậm chí mình tự ái, thì đường tu của mình những giờ phút cuối cùng nó đổ vỡ hết. Có những người người ta tu thấy cà lơ bắt phơ, người ta không gì trên đó, không chùa chiền, không danh vọng, không gì. Thấy mình, khi mình thấy người ta vậy, cái mình có lúc mình đánh giá, quánh giá người ta.
quốc gia người ta là người tu hành, không nghĩ tới tương lai, không có làm được gì, nhưng mà không ngờ coi chừng mấy người đó lại là người tu được. Cái đạo Phật mình hay cái luật nhân quả nó chi phối hay hay vi diệu lắm. Cả đêm rồi tôi trăn trở, tôi nói thật với các huynh đệ, tôi trăn trở cả đêm, tôi ngủ không được, tôi chạp chờn. Làm chờ có một cái sự việc nó xảy ra, mới vừa xảy ra cách đây chỉ 2 hôm 3 hôm này. Ở tại nơi thủ phủ Cali, ở Sacramento, một ông thầy trụ trì một ngôi chùa rất lớn, một trong 3 ngôi chùa lớn ở Sacramento, thì cuối cùng mới đưa ra thỉnh. Ông đi thỉnh hội đồng thập sư để về ông tự ông ăn năn, ông tự ông hối lỗi. Ông đó là ông bị xúc phạm đó thân người nữ, rồi vậy cái mấy bà thượng cũng súng nhau mà bò tới thì 4 bà thượng lớn chứng minh. Tôi hỏi kỹ tôi mới dám nói chuyện này. 4 hòa thượng lớn chứng minh, gọi là mấy thầy đạo tọa đại đức không à. Thì cuối cùng 3 ông binh, 3 ông đấy mới xúc chạm thân chứ chưa có làm gì, thì cuối cùng thì cái đề ra cái pháp gọi là sám hối. Thôi giờ tạm bớt cái công việc nữa mà được đi ẩn ở đâu đó tịnh tu và điều khiển từ xa. Rồi quý thầy, một số quý thầy mới điện hỏi tôi nói giờ cái này là không phải nhiều chuyện, cái chuyện người ta, nhưng mà bây giờ thượng tọa là cái người mà gọi là nhớ dai, hiểu biết rộng về một phần của giới luật. Bây giờ thượng tọa thử quan hỷ theo ý thượng tọa, cái việc này phải xử như thế nào? Thì tôi nói cha, điều này đã cũng khó. Trong khi các hòa thượng đã an bài, đã xử rồi, bây giờ mình xử nữa khó. Bây giờ ngày nay thì huyện binh huyện, phủ binh phủ, thầy chùa binh thầy chùa. Hơn nữa là cái xứ Mỹ này, cái đồng tiền nó quyết định. Bây giờ hỏi cho tôi một chuyện, để coi thỉnh với ngài tới vậy có bao thơ không? Nếu có bao thơ, mỗi ông cầm bao thơ nặng nặng thì thôi mình đính luôn cái rồi đi. Còn nếu mà không có bao thơ thì tôi sẽ bàn tính lại sao. Cái vị thầy này thật sự ra thì tôi cũng không va chạm, tôi cũng mất lòng chi. Tôi biết vị này thì lớn tôi vài tuổi đạo và cũng vài tuổi đời. Nhưng mà vốn cái bản tính người miền ngoài, cho nên cái tánh tự cao ngã mạn ghê lắm. Ý mình có chùa to Phật lớn thì thành ra xem thường, không có coi tôn trọng ai hết. Lúc nào cũng tự hào rằng mình trong sạch. Thời gian gần đây thì tôi thấy có len lỏi một cái chùa ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, được một cái bà cũng sồn sồn, cái hồn phiêu bạc, cũng làm hội trưởng ở bên cái chùa rồi đó. Là cái ông thầy này qua thấy bà này mới đưa ổng lên là coi như vị thánh sống vậy đó. Nhưng mà không ngờ cái cuối cùng cái sự việc nó xảy ra đó, là cái xảy ra là cái vấn đề ông này va chạm tới vợ người khác. Chứ giá như ông thầy này đó mà chỉ có yêu gọi là va chạm gái lỡ thời, hay gái chết chồng, gái chồng chán, gái chồng chê, gái chồng bỏ, thì cái điều này thì mình còn suy xét lại. Nhưng cái điều này mà tôi nói từ xưa, sợ dĩ tôi nói người ta ghét tôi, ta ghét tôi ghê lắm, nhưng mà bây giờ nó hiển hiện ra từng ngày vậy đó. Thì con ngỡ là nó có chồng rồi, nó đang ở với chồng nó,
Nó vô nó làm công quả, nó nấu nước làm công quả. Rồi thôi muốn gì thì ta còn dẫn vô phòng đi, không biết làm sao mà tự ôm ngoài nhà bếp vậy đó. Đuốc về hung hết, thậm chí thoát y luôn. Nhưng mà bây giờ cái video mà thoát y đó, đó thì không biết sao lỡ xuống rồi. Chỉ còn video ôm vuốt ve hung hết ôm thôi. Thành ra bây giờ cái nói rằng là mới gia chạm bên ngoài. Để nó đi cô Hiền. Mới va chạm bên ngoài. Thì bây giờ xét lại đó, cái luật, nếu xét cái luật, mình không cần nói cái luật đạo, mình chỉ nói về cái luật đời thôi. Cái tội mà phá hạnh phúc người ta, phá gia ca người ta, cũng đủ lột y, cũng đủ tẩn xuất ra khỏi đạo, ra khỏi chùa, chứ đâu nói chi mà cần tới mức độ mà phải có ôm, rồi có vậy như vậy. Bởi vì cái luật Hoa Kỳ, cái luật Phật nó dính liền với cái luật pháp quốc gia. Cái luật Hoa Kỳ này đó, mà chồng vợ mà đang ở với nhau mà một trong hai người mà lan chạ thì tự động vợ thì xách cái mình không ra, chồng thì mặc quần xà lõn ra khỏi nhà. Nếu nó căn cứ vào cái luật Hoa Kỳ. Mà cái luật Phật thì phải theo cái luật quốc gia, nó thẳng luôn à. Đức Phật là sư Phật có nói mà. Vậy mà mấy thầy binh cái đành đó, buộc lòng mấy thầy phải kêu vang tới tôi, nó là chỉ có thầy Thượng Tài mà dám ăn dám nói thôi, phải lên tiếng vụ này tôi nói khoan, để tôi xét kỹ lại rồi tôi lên tiếng cho mà biết. Tôi không hề đụng chạm tới ông thầy này, và ông thầy này cũng không hề bích lòng tới tôi, nhưng mà giờ căn cứ theo luật mà nói, người ta có chồng. Và cuối cùng cái người mà phát giác ra đây là FBI. Người chồng bỏ tiền mướn FBI mà ông nhớ là FBI của Hoa Kỳ mà nó theo dõi là khỏi trốn tránh. Nó gắn con chip hai cái nhà bếp. Thấy ghê chưa? Nhưng bây giờ á, nội bao nhiêu đó thôi cũng đủ là tẩn xuất ra khỏi chùa, khỏi đạo. Chứ đừng nói chi mà phạm giới dâm, mà phạm giới mà ôm, gọi là lấy nhau nữa. Mà trong luật ghi rất rõ ràng á, một người nam không được ngồi chỗ khuất nói chuyện với người nữ, không được ở trong liêu phòng, không được ở nơi vắng vẻ, không được rờ mái tóc. Bởi vì nó rõ ràng trong luật Phật giải thích rất rõ, người nam khi xuất tinh thì mới phạm giới, nhưng mà người nam đụng tới người nữ, hai người có tác ý thì người nữ là đã chảy nước rồi. Đây là Phật phân tích rất rõ, chứ đâu phải ngày nay khoa học hệ học nó phân tích. Cô này có chồng đối xử như thế nào không biết, nhưng mà ông thầy mà ôm mà hung mà hết mà rà mà mó vậy thì đã xuất tinh của sức nợ tinh của người nữ rồi, thì đã phạm giới dâm rồi. Nếu nói rằng bốn giới ba la di mình không thể nào gọi là cứu vãn được, trừ 13 giới tăng tàn trở về sau á, thì 13 giới này mình còn sám hối, chứ đâu có bốn giới ba la di ông thầy nào mà đủ cái lực mà tới cho sám hối đâu. Và thậm chí thí dụ như cái chuyện mà ông thầy hồi xưa có ông thầy cũng gái nó chụp hình ngủ chung với nó, rồi nó ghen tương, rồi lúc nó ngừa, nó phòng ngừa mà nó chụp hình nằm lõ thể với nó, lõ lồ với nó, rồi cuối cùng giáo hội cũng đưa ra sám hối, cũng nguyện bên nguyện, phủ bên phủ. Cái chuyện xà phạm giới không có gì sai, nếu nói về con người ai cũng có dâm dục hết đó. Nhưng mà căn cứ vào cái luật pháp quốc gia này, phá gia can người ta nè. Thứ nhất, thứ hai nó giờ anh lỡ phạm giới rồi thì anh có chuyện gì đâu, anh sẵn sàng anh ra đời đi. Anh ra đời đi rồi 2 năm, 3 năm, 5 năm anh vô tu lại đâu có muộn. Sự tu mà đâu có cần hòa thượng thượng tọa khỉ khô gì. Quan trọng có thật lòng tu được, cái tấm lòng bên trong sạch hay không. Nhưng mà chúng ta ý nói một điều mà tôi nhắc cho mấy người này nó đau lòng vậy đó. Mà mình nói ra thì nói là thầy tu tới ngày thể không thì cứ soi bối. Thầy đi kiếm chuyện người ta, thật sự tôi kiếm chuyện người ta tôi được cái gì. Chẳng qua đó mình giữ gìn cái gì mà nó thật sự rằng
nó gọi là tối hậu của Đức Phật chế ra giới luật như vậy. Rồi bây giờ mấy ông sử đó thì hỏi lại thì mấy ông sử đó ông nào cũng dính lỗi hết, nhưng mà thật sự nói đi nó lại dính lỗi nhưng không có bằng chứng. Vì có cái biết tẩy lẫn nhau cho nên khi xử kiện thì mấy ông mới binh lẫn nhau. Thấy không? Nhưng mà thật sự ra nó không có bằng chứng. Mình ví dụ có quyền mình phạm giới, không có hay có quyền mình phạm giới, nhưng mà mình chối cãi tại vì cái tôi của mình, cái ngã của mình, cái sợ hãi của mình. Bởi vì không có bằng chứng thì mình có thể che giấu được, nhưng mà phải ăn năn sám hối. Đằng này ăn quen nhịn không quen. Cho nên mới mình để thấy đó, thương là Đức Thế Tôn ngày xưa Đức Thế Tôn nói rất rõ đó, thà lấy năm căn đưa vào cho rắn độc cắn còn hơn là lấy năm căn đưa vào nữ căn. Một khi phạm giới rồi nó mất tất cả rồi, nó mới còn gì đó. Phạm giới rồi nó mất tất cả. Nhưng bây giờ cứ người tu nha, cứ binh có tiền chút xíu cái binh vậy, rồi ông nghĩ đó, giờ rước hội đồng tập sư lại, rước 10 ông thầy lại để quyết tội, cái đó còn quyết tội gì nữa. Ý tôi nói hiểu không? Thì ở Mỹ thì rước sao đủ, mình biết rồi, nhưng Mỹ nó là mượn cũng giống như là đủ 10 phương tăng bảo đó, mượn con số đó thôi. Thì mà 20 vị thì cái tội sám hối là cái tội tăng tàn, chứ tứ ba la di đâu có sám hối, không có biệt chúng. Tẩn xuất bao nhiêu tội là tẩn xuất, chứ sao biệt chúng? Là lột y ra khỏi chốn thiền môn. Thì biết sao? Giờ ba bố hòa thượng, trong đó có hòa thượng đồng trí thì ông không có lo thôi, dù trai gái mình không làm sao lại. Còn ba hòa thượng, còn mấy hòa thượng khác biết cái thân phận mình đâu có đi xử. Thế mấy ông hòa thượng khác biết mình không hoàn toàn trong sạch thì không dám tới. Còn ngược lại mấy ông dám tới thì tại nhận, tôi đang hỏi có nhận bì thư hay không. Mà dù có nhận bì thư hay không nhận gì nữa, nhưng mà cái lương tâm nó nhận cần được. Cái này không có nói là xử được, tại vì đã hạ phạm ba la di. Còn cái chuyện mà ta phạm, để nói đi nó là phạm, nhưng mà người ta không có bằng chứng, hiểu không? Thì nó khác. Còn thì phạm mà chồng người ta mới FBI bắt theo dõi, quay phim đàng hoàng, bắt gặp đàng hoàng thì còn gì nữa. Đó thôi thì nói cho biết vậy thôi. Cho nên để nói là ngày nay mình coi chừng, mình né tránh cho nó dễ lắm. Ngày nay cái thời văn minh, đừng có nói rằng là mấy thầy làm sai rồi né tránh. Không phải dễ né tránh đâu. Nhất là ở Mỹ này, đây là tương lai ông coi. Một chùa đã làm được thì tương lai các chùa nó sẽ làm được. Bởi vì sao? Nó rần rộ quá chuyện này rồi. Cái chuyện mà mấy bà tôi nói hoài câu á, mà hồi đó có cái ông ở Midland gì đó, ông nói thầy nói vậy cái con vợ con nó bắt cỡ, nó thầy cứ thầy nói câu đó hoài, nó là rủi mơ mốt á, con chết trước cái vợ con, nó nói nó không dám đi chùa. Tôi nói là mấy bà đi chùa là đa phần là chồng chán, là chồng chê, là chồng chết, thiệt đúng không? Buồn bã vô chùa cái rồi cảm thấy nó thiếu cái tình cảm, thành ra cho nên cái cuối cùng cái rồi tầm bậy tầm bạ vậy đó. Gặp ông thầy chùa thì lại nói chuyện ngon ngọt, lại nói chuyện dễ thương, lại có tiền nữa. Đó, cho nên nó ví dụ vậy đó. Nhưng mà cũng may, biết đâu vị này coi chừng là A-la-hớn à. A-la-hớn để thị hiện để cho các cái chùa khác á. Đấy, như vậy FBI nó chỉ gắn con chip nhỏ thôi à. Thấy tất cả hết rồi à. Nhưng mà đều có ai mướn cũng được nghe. Thí dụ như bây giờ á, huynh đệ mình ở đây, thầy trò ở đây, nhưng mà cái người lạ muốn được, trừ khi nào ông phá gia can người ta, chồng người ta có bằng chứng như nói không được, có quyền đi mướn. Chứ giờ tự nhiên một người nào đó đi mướn là để gắn chiếc ở nhà mình là mình thưa là ở tù rụt xương á nghe.
nói đi thì cũng nói lại, ở đâu đó cũng có luật đàng hoàng. Nhưng mà giờ cái này nghi ngờ mà có bằng chứng, mà cái người ở trong gia đình ta muốn đàng hoàng ta phải nhờ tới FBI là gọi là can thiệp đó. Chứ nói vậy không phải là mơ mốt. Ví dụ như mình nhà mình đang ở thì ông Trăng Yêu đang trên thượng với hòa tu hành, người nào ghét thấy vậy ghét ganh tị cái đi chơi đi mướn là cái gì không có, mà FBI cũng khùng mà làm vậy, hiểu không? Chuyện gì nó quá trớn. Mà cái chuyện này nó đã là âm mỹ lâu rồi, âm mỹ lâu rồi, cho tới bây giờ nó mới bể chứ không phải mới. Nhưng mà miếng bà mỹ nhưng mà nó không có cái lý để giờ cuối cùng thì có hình ảnh đàng hoàng. Đó là biểu trưng một sự cống cao, một sự ngã mạn, lúc nào cũng cho là mình trong sạch. Rồi mấy cái bà sồn sồn cái hồn chảy nước ở bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ phái lắm, đưa lên là bậc thánh, nhất là trong mấy cái chùa Giác Lâm, bà Diệu Sương, Diệu Sườn, Diệu Phật gì đó phái lắm. Đó giờ là tá quả tâm tinh nó ra rồi. Vậy cho nên tôi nói đừng có thấy mũ Mỹ mũ Mỹ mà nó trở mũ đĩ giống hai. Mấy ông thầy miệng từ lưa tắt lét vậy, ông quậy 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 mà cái chuyện ông sao trên á. Mấy ông mà mũ Mỹ Mỹ trở mũ đĩ giống hai, nói vậy đó lù lù ra cái lương chạy quấy đó. Cho nên trở lại cái bài thôi, đó là tôi nói để mình rút kinh nghiệm. Mấy thầy, các thầy, cứ hai ba thầy điện cho tôi để hỏi ý đó, nhờ tôi lên tiếng thấy không, cũng phải chuyện của mình. Nhưng mà cho biết vậy thôi, để mình rút cái kinh nghiệm cho mọi người biết vậy thôi. Để đừng nghĩ rằng chùa to Phật bự là trong đó là trong sạch. Đừng nghĩ rằng là mũ Mỹ người đó là người tu hiền, không có. Thời nay nó ẩn dương nương Phật, nó coi như là nó... thời mạt vặn rồi, những cái nó quá tồi tàn ở trong chốn thiền môn. Bởi vì ráng học, ráng tu, học để mà tu. Tôi nhắc cho mấy ông cũng là tôi nhắc cho tôi. Chứ thực sự ra mình bây giờ thấy ai đấy lo, ai tu thì được nhờ, ai không tu không sửa thì đỏ thôi chứ giờ nói gì. Nhưng mà thấy vậy đó làm cho tín đồ nó điêu đứng, nó làm cho Phật pháp nó điêu linh vậy nè, tội nghiệp họ rồi, chửi. Nhưng mà rồi ngồi hổ nghe, cũng có người bên nè, ai nó cũng có quyến thuộc hết rồi á, có người vậy chứ cũng có người bên được à, nó kỳ cục vậy đó. Thế gian mà ghi về câu vô nghĩ Tùng Lâm là nơi nặng đúc ra các bậc thánh. Tùng Lâm là chùa đó, Tùng Lâm là nơi nặng đúc ra các bậc thánh. Rèn luyện cho các người thường. Tập ghi chứ mong chữ nó đẹp, bỏ chữ, bỏ ghi, bỏ viết tay, viết là về như tôi viết rung. Phải là nơi nuôi nắng các bậc tài trí. Là nơi nuôi nắng các bậc tài trí. Và nơi đem sự giáo hóa đến khắp muôn phương. Nay các nơi không lo giữ gìn việc pháp độ. Nay các nơi không lo giữ gìn việc pháp độ. Của các bậc tiên thánh.
phải lại hai đêm, lại hai đêm tình thiên lệch. Đối với người ưa kẻ ghét, phải lấy lẽ phải của mình để đổi mới người khác. Chấm. Như vậy những người sao biết đâu là chánh pháp để tu? Chấm hỏi. Như vậy những người sao biết đâu là chánh pháp để tu? Cái văn của người xưa đó, nó hay kết thúc bằng cái câu hỏi, thấy không? Có nghĩa là mình chùa chiền ngày nay đó, ý là tổ đó là chùa chiền ngày nay đó không lo giữ gìn cái việc hoằng pháp của các bậc tiên thánh, mà là đem cái tình thiên lệch đối với người ưa kẻ ghét, thấy có không? Những gì tổ nói bao nhiêu trăm năm mà ngày nay mình đi mo, ví dụ một Phật tử vô chùa là bắt đầu sao? À, Phật tử này mình thương hơn, Phật tử kia đó thì ông thầy gia ông giả làm cư sĩ vô chùa ông thấy rồi đó. Vô được ưu tiên, được đối đãi, được khoe, được nâng lên tận cao thì hát nâng người này lên thì phải sao? Đạp kia số, cho nên đó, mình không có lấy cái việc hoằng pháp để theo con đường của bậc trước, bậc thánh hiền, mà lại đem cái tình thiên lệch, cái câu tình thiên lệch đối với người ưa kẻ ghét. Bây giờ ví dụ tôi giờ có một huynh đệ thì không nói gì, nhưng mà nếu có hai người thì mình ngồi khen ông này với chê ông kia, nó khó lắm trên đời như vậy đó. Cho nên vì vậy mà đối đãi, mà hãy đối đãi thì muôn đời nó không có lối ra. Cho nên cái bài sau á, bài sau tiếp theo nó sẽ có cái hay là mình vẫn như thế nào. Cho nên bài này là bắt nguồn từ bài sau, thôi thứ ba mình học tiếp. Cho nên vì vậy đó, mình lấy lẽ phải của mình để mình đổi mới người khác. Thế câu tổ viết rất hay không? Thì người vậy thì người sao biết đâu là chánh để mà tu. Thôi chúng ta nghĩ.